Thành ra sẽ được mến chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện chủ đề với tên gọi là thuộc tháo đại tràng, thải độc, đừng để trào lưu dẫn dắt sức khỏe. Kính thưa quý vị, việc thuộc tháo đại tràng không phải là trào lưu mối nổi nhưng gần đây thì phương pháp này lại rộ lên trên các nền tảng xã hội rất là nhiều. Và để trả lời và cũng như là xoay quanh vấn đề ngày hôm nay mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành. Thì đã công tác tại khoa nội tiêu hóa của bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. À dạ vâng ạ, à, xin được mến chào bác sĩ Thành. À, xin chào quý vị khán giả của Alo bác sĩ. À, xin chào MC Thanh Rap. À, tôi là bác sĩ Trần Kinh Thành. Thì cũng có khoảng 17 năm kinh nghiệm tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay rất là vinh hạnh để mà chia sẻ với quý vị khán giả về cái chủ đề là thục tháo đại tràng. Dạ vâng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin hỏi bác sĩ là thục tháo đại tràng để đề tóc thì có thực sự hữu ích như là lời đồn hay không? À, lời đồn thì họ đồn đại rằng là cái việc này sẽ làm giúp giải thọc gan rồi thải độc ruột rồi làm đẹp da, cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa cả bệnh ung thư thì theo bác sĩ nhận định thì cái tình trạng này có đúng như là đồn hay không ạ? À, hiện nay có rất là nhiều À, các cái chương trình hay gọi là các cái bác sĩ Google á. Yeah. là chúng ta đã xem những cái chương trình và chúng ta à, nghĩ rằng cái chuyện mà thục tháo đại tràng yeah. thì à, nó có rất là nhiều các cái cái vấn đề mà lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tôi khẳng định một lần nữa thì trong nhiều năm hành nghề cho đến thời điểm hiện tại thì à, cái kỹ thuật mà thục tháo đại tràng à, nó sẽ được ứng dụng trong một số các cái trường hợp cụ thể và có chỉ định rất yeah. rõ ràng. À, cho nên cái việc mà thuộc tháo à, như những cái lời đồng thổi trên mạng xã hội bằng cà phê thì thật sự là một cái kỹ thuật không nên làm Và à, cho đến thời điểm hiện tại thì y học chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào à, chứng minh là cái việc đó nó có hiệu quả Mà ngược lại nó có rất nhiều các cái tác dụng nguy hại Vâng thì cái phần à, tôi sẽ chia sẻ ở cái phần chương trình tiếp theo dạ vâng à, như bác sĩ vừa chia sẻ thì hiện tại thì không có cái chỉ định nào hết ngoài việc thì cái việc thục tháo đại tràng này thường được áp dụng với một số trường hợp đặc biệt và liệu rằng những cái trường hợp đặc biệt này thì là như thế nào sẽ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn à, à, trong y học hiện đại thì hiện nay á, có một số các cái chỉ định mà người ta phải thục tháo đó là gì thứ nhất là ở những cái nhóm bệnh nhân mà bị các cái bệnh lý về gan mà nó có bệnh nó gọi là bệnh não do gan yeah. thì thục tháo đại tràng là một trong những cái chỉ định đều được điều trị và đó là cái chỉ định bắt buộc và chỉ định điều trị và người ta thục với một cái loại thuốc nó gọi là lắc tu lô để mục đích là người ta thải bớt cái độc chất để mà dự phòng và điều trị cái bệnh não gan đó là một cái chỉ định hiện tại và cái chỉ định nữa đó là gì một số trường hợp mà những cái bệnh nhân mà có những cái phẫu thuật đường tiêu hóa thì những cái bệnh nhân này trước khi mà đi, đi, đi phẫu thuật đó, dạ. thì cần phải thục tháo cho nó sạch để cái phẫu trường khi mà người ta phẫu thuật nó tránh đi những cái hiện tượng nhiễm trùng. Rồi một số những cái trường hợp khác, thí dụ như một số những cái trường hợp ở những cái bệnh nhân mà bị táo bón lâu ngày dạ. à, và chúng ta sử dụng các cái phương pháp để điều trị, tuy nhiên nó không giải quyết được thì à, bệnh nhân có chỉ định thì có thể là thục tháo được. Một cái chỉ định nữa đó là gì? Là bệnh nhân có cái chỉ định cần phải nội soi đại trực tràng. Yeah. mà có những cái trường hợp chống chỉ định phải uống thuốc sổ hoặc là người ta soi cái trực tràng đơn thuần thì người ta sẽ thuộc đại tràng để, trực tràng để người ta làm sạch cái đại tràng trước khi nội soi à, còn một số các cái chỉ định khác thí dụ như đối với à, những cái phụ nữ mà khi xanh người ta tới cái kỳ đi xanh nở thì người ta có thể thuộc tháo để trong cái quá trình xanh nó thuận lợi hơn Vâng vâng. À. Dạ vâng Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện thì đòi hỏi những cái nguyên tắc nào Và phương pháp này thì liệu rằng chống chỉ định với những cái đối tượng như thế nào thưa bác sĩ Thành Thì hiện nay chúng ta biết là bên cạnh cái chỉ định cụ thể được Bộ Y tế phê duyệt cũng như trong y học Thì có một số các cái chống chỉ định bắt buộc Thí dụ như chúng ta nghi ngờ một bệnh nhân mà có một cái biểu hiện như là tắc ruột dạ. Hoặc là bán tắc ruột là chống chỉ định Hoặc là một cái bệnh nhân mình nghi ngờ có thủng tạng rỗng Có nghĩa là bị đau bụng mà cái bụng chướng nghi ngờ thủng là không được thục hoặc là những cái bệnh nhân có những cái bệnh lý mà nghĩ là bệnh lý thương hàn cũng là chống chỉ định hoặc là một số những cái trường hợp những cái bệnh nhân mà uh, bị uh, nghi ngờ là viêm ruột thừa rồi đó dạ. thì mình không có thuật ha dạ vâng à, với cái những nhóm đối tượng mà bác sĩ vừa chỉ định là có thể thục tháo đại tràng thì à, theo quan điểm của bác sĩ thì nên hay không nên thực hiện thục tháo đại tràng tại nhà à, và vì sao và nếu có thể thực hiện tại nhà thì nên áp dụng bao lâu một lần và quy trình thì như thế nào cho đúng mà À, đến thời điểm hiện tại thì theo tôi á, thì không khuyến cáo yeah. là thuộc tháo tại nhà trừ những cái trường hợp đặc biệt yeah. rất là cụ thể. thí dụ như trong một số những cái trường hợp mà chúng ta bị uh, táo bón mà nó gây bí bí trung đại tiện cấp tính á, yeah. thì chúng ta có thể sử dụng một cái vài cái, cái loại mà thuốc mà dạng mà dạng cái tiếp thuốc mà ở ngoài nhà thuốc có thể bán mà không cần kê to yeah. thì chúng ta làm bôi trơn để giải quyết tạm thời thì được còn lại là hầu hết các trường hợp khác là không khuyến cáo các anh chị phải thuộc tháo tại nhà bởi vì nó có rất là nhiều các nguy cơ dạ vâng à, có thể thấy thì thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội đặc biệt là trên nền tảng tiktok thì họ có thể lan truyền với nhau là việc thuộc tháo đại tràng bằng cà phê à, vậy thưa bác sĩ liệu cà phê có thực sự an toàn với đại tràng nhưng mà chúng ta thường nghĩ hay không ạ à? à thì cái, cái chúng ta biết là cà phê á, ừ. là một cái thực phẩm nó không phải là một cái thực phẩm mà nó còn được à, các nhà y học người ta bào chế thành một số những cái sản phẩm mà có thể được xem như là ừ. thuốc bởi vì cái vai trò của cà phê nó rất là nhiều à, thí dụ như chúng ta biết là à, cái cà phê in ở trong cà phê đó, thì nó có rất là nhiều các cái vai trò nó giúp là nó kích ra một cái chất mà kích thích thần kinh ừ. đồng thời nó cũng là một cái chất mà nó à, <laughs> nó chữa được một số các cái bệnh lý thí dụ như là nhức đầu à, rồi à, chính cái chính cái cà phê thì à, khi mà trong cái thành phần của cái cà phê mà đường uống á, thì trước khi làm một cái sản phẩm cà phê thì người ta sẽ có những cái công nghệ ướp những cái hóa chất rất là nhiều ở trong cái cà phê đó khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà nó được hấp thu từ đường tiêu hóa thì cái cà phê nó sẽ có một cái vai trò nhất định và chính cà phê cho đến thời điểm hiện tại nó đã sản sinh ra rất là nhiều các cái nhân tài điều đó chúng ta không công nhận chúng ta rất điều đó chúng ta phủ nhận chúng ta công nhận là rất là hiệu quả của cà phê thì tuy nhiên chúng ta biết là uh, năm một cách đây uh, khoảng 100 năm dạ. tức là năm 1920, thì một cái ông bác sĩ người Mỹ gốc Đức à, ông tên là ông Gerson thì ông lúc đó thì ông mấy ông tìm những cái nguyên liệu tự nhiên để mà ông điều trị cái bệnh nhức đầu của ông dạ. và đồng thời à, ông nghĩ rằng khi điều trị được bệnh nhức đầu thì ông cũng điều trị được bệnh ung thư và đó là cái liệu pháp người ta gọi là Gerson therapy và cái liệu pháp đó uh, sau đó thì chúng ta uh, áp dụng từ một cái cà phê để mà từ 100 năm trước cho đến thời điểm hiện tại để mà thuộc tháo đại tràng giải độc nó lại là một chuyện hoàn toàn khác và cho đến thời điểm hiện tại thì y học y học hiện đại chắc chắn rằng là không nên dạ. áp dụng cà phê để mà thuộc tháo đại tràng với mục đích là giải độc hoặc là làm đẹp da vân vân vì nó có rất là nhiều các cái tác dụng không mong muốn khác dạ vâng như ở từ đầu phần đầu của chương trình thì bác sĩ có chia sẻ cái việc thuộc tháo đại tràng cũng như là hiện tại trên mạng xã hội thì có rất là nhiều bác sĩ google rồi bác sĩ mạng nữa, không biết từ đâu mà họ lại lan truyền cái thông tin này. Vậy thì xin hỏi bác sĩ cái việc mà chúng ta lạm dụng và thực hiện cái việc thuộc tháo đại tràng tại nhà thì có thể gây những cái tác hại như thế nào đối với cơ thể chúng ta? À, thì chúng ta biết rằng là cái hệ tiêu hóa của mình đó, yeah. thì nó bắt đầu từ cái khoang miệng, rồi nó mình khi mình nhai thức ăn và mình nuốt vô thực quản, rồi nó xuống tới dạ dày hay gọi là bao tử. Rồi những cái thành phần mà bổ dưỡng nó sẽ được hấp thu bởi ruột non Rồi còn những cái phần nào mà nó không hấp thu được thì nó được thải ra và nó xuống dưới đại trực tràng Và nó lắng động ở cái trực tràng Thì chúng ta biết rằng cái phản xạ đi cầu nó chỉ thực hiện được khi mà cái lượng chất cặn bã Nó tích trụ ở cái bóng trực tràng của mình á Từ 100 gram trở lên Thì lúc đó nó mới kích hoạt lên não, nó gửi cái tín hiệu, nó làm cho chúng ta có cảm giác phải mắc cầu Và lúc đó chúng ta đi vệ sinh ra thì cái liệu pháp mà đời tóc bằng cà phê thì người ta sử dụng cái cơ chế này mục đích là gì là người ta bơm cái cà phê và nước với một cái lượng vừa phải từ 500 đến 1.000 ml vào bóng trực tràng để nó tạo cái cảm giác là căng căng trực tràng và nó tạo cái phản xạ đi cầu và như vậy thì tất cả những gì có trong ruột nó sẽ được thải ra thì cái liệu pháp này là về cơ chế nó là như vậy tuy nhiên chúng ta biết rằng á là cái cơ chế này á khi mà chúng ta tạo một cái phản xạ như vậy thì chúng ta biết rằng trong cái hệ thống à, ruột của chúng ta ừ. thì nó có rất là nhiều các cái vi khuẩn mà nó gọi là vi khuẩn cộng sinh có lợi hoặc và, và những vi khuẩn có hại thì cái phương pháp này nếu như chúng ta sử dụng kéo dài thì vô tình nó sẽ làm thải luôn các cái vi khuẩn có lợi ừ. và từ đó nó gây đến giảm cái sức đề kháng miễn dịch của cái hệ tiêu hóa là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là cái vai trò của cái bóng trực tràng nó có một cái sự chuyển hóa và hấp thu, chuyển hóa nước và muối khoáng rất là nhiều và nếu như chúng ta sử dụng mà nó không đúng thì như vậy thì nó sẽ làm rối loạn về cái chuyển hóa muối nước và cái cân bằng kiềm toan có thể dẫn đến ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể và nặng nhất là có thể tổn thương thận gây suy thận cấp ha thì các cái nghiên cứu đã thấy rằng là bên cạnh cái việc mà nó bị hai cái phản ứng phụ đó thì chúng ta thấy rằng là một số trường hợp À, các cái báo cáo đã được đăng trên các cái tạp chí uy tín của thế giới như là tạp chí JAMA hoặc là các cái tạp chí về tiêu hóa thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà sử dụng cái liệu pháp này thì nó còn gây một cái biến chứng nữa là nó gây bỏng cái niêm mạc của cái trực tràng à, và chúng ta biết rằng là có những cái trường hợp khác thí dụ như là nó gây thủng dạ. à, hoặc là nó gây viêm lét của cái uh, niêm mạc của cái đại trực tràng thì có đó là và từ đó nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ tử vong và những cái trường hợp này đã được y văn ghi nhận. Dạ vâng, à, thực tế thì khi mà nghe bác sĩ chia sẻ thì có thể thấy là cái vấn đề này à, tuy mà những cái ngày đầu những cái lần đầu chúng ta làm thì nó không ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều hoặc làm không đúng cách thì nó đem lại rất là nhiều cái hệ lụy và đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến tử vong. Vậy thì xin hỏi bác sĩ thì trên thực tế thì đại tràng của chúng ta có còn được đề tốt thải độc sau nhiều thập kỷ hoạt động như vậy hay không? À, tôi khẳng định một lần nữa là yeah. trong nhiều thập kỷ thì cái việc mà thải độc bằng đề tóc là một cái biện pháp không nên yeah. và không cần thiết cho đến thời điểm này. Dạ yeah, vâng. À, vậy thì đâu là những phương pháp giúp giảm nhẹ gánh nặng thải độc cho đại tràng mà chúng ta có thể áp dụng an toàn tại nhà hiệu quả và à. đặc biệt là không gây hại đến sức khỏe của mình thưa bác sĩ thật. Một trong những cái phương pháp yeah. an toàn, đơn giản, hiệu quả đó là gì? Thứ nhất là mỗi ngày mình nhớ uống đủ nước dạ. cái lượng nước cần thiết để mà mình uống là hai lít trở lên cái thứ nhất cái thứ hai nữa là trong cái khẩu phần ăn nó phải đảm bảo đầy đủ các cái chất sơ các cái chất uh, sơ để, để giúp thứ nhất là mục đích là gì là nó trong quá trình mình ăn uống nó có những cái độc tố hoặc là những cái độc dạ. chất thì cái chất sơ đó nó sẽ giúp cho mình được thải ra nó không tích tụ lâu ở trong cái đại trực tràng ha dạ. là rồi cái nữa là cố gắng tập một cái thói quen đi cầu mỗi ngày hàng ngày và chúng ta đừng bao giờ để bị táo bón táo bón đó là một trong những cái phương pháp mà nó có thể giúp cho cái đường ruột của chúng ta nó khỏe mạnh một cách tự nhiên Dạ vâng à, như vừa rồi thì bác sĩ có thể chia sẻ là những điều chúng ta nên làm để có một cái đại tràng khỏe mạnh vậy thì những cái điều nào mà chúng ta không nên làm trong vấn đề sinh hoạt ăn uống hàng ngày để mà có một cái đại tràng khỏe mạnh hơn thưa bác sĩ thì chúng ta biết rằng là cái cái đại cái đại trực tràng thì cái việc mà dẫn đến các cái bệnh lý về đại trực tràng thì nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân dạ. và trong đó thì cái thói quen ăn uống là một trong những cái nguyên nhân ví dụ đối với để dự phòng các cái bệnh lý từ đại trực tràng như ung dạ. thư đại trực tràng thì người ta khuyến cáo là mình hạn chế ăn những cái thực phẩm đỏ có thịt đỏ như là thịt bò hoặc là thịt cừu dạ. à, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta biết là những cái thói quen không tốt Thí dụ như là hút thuốc lá hút thuốc lá không chỉ nó ảnh hưởng đến phổi trước đây chúng tôi cứ nghe hút thuốc lá là nó ảnh hưởng đến phổi nhưng thực tế hút thuốc lá nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hệ tiêu hóa của chúng ta mà trong đó đại tràng cũng là một nguyên nhân. Rồi béo phì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng. À, cho nên là à, táo bón là một trong những cái nguyên nhân à, có thể à, ảnh hưởng đến cái việc mà gây cái bệnh lý về ung thư đại trực tràng. Cho nên cái việc mà à, tập luyện thể dục điều đặn, ăn uống khoa học hợp lý, uống đủ nước là một trong những cái À, biện pháp rất là đơn giản hàng ngày chúng ta đều có thể áp dụng để dự phòng những cái nhóm bệnh lý mà đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Dạ, vâng. Vậy thì có những cái dấu hiệu nào mà cảnh báo là đại tràng chúng ta đang gặp vấn đề không khỏe mạnh và chúng ta cần phải đi khám ngay thưa bác sĩ? Ừ. Thì hiện nay thì chúng ta biết là cái à, bình thường á chúng ta phải xác định được là mình nên tập cái thói quen đi cầu mỗi ngày dạ. à, nên đi cầu vào một giờ nhất định. Thí dụ như bây giờ à, giả sử như với một người mà mình thay đi cái thói quen đi cầu của mình là vào một buổi sáng một giờ nhất định. Tuy nhiên gần đây nó xảy ra cái vấn đề là cái thói quen đi cầu đó nó bị thay đổi. Có nghĩa là bây giờ cái tầm sức mà mình đi cầu nó nhiều hơn và nó thay đổi cái giờ đi. Ví dụ một ngày mình có thể đi hai lần ba lần. Ha là một trong những cái dấu hiệu mà có bất thường về cái đường ruột của mình. Cái thứ hai nữa mình để ý cái phân của mình khi mình đi phân. Một người mà bình thường thì cái phân mình đi nó sẽ có đóng khuôn và cái màu của nó là màu vàng trừ khi mình ăn những cái thức ăn mà nó có những cái thực phẩm thí dụ như mình ăn huyết mình ăn cháo huyết cháo lòng thì có thể nó ra cái phân màu đen tuy nhiên nếu mình ăn những thức ăn hoàn toàn bình thường thì phân lúc nào nó cũng phải có một cái màu vàng à còn nếu như mà mình thấy rằng là cái phân này nó không còn đóng khuôn nữa mà cái phân này lúc thì nó đi nó lỏng lúc thì nó lại đặc xen kẽ như vậy đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo cái thứ hai cái thứ ba nữa là gì mình thấy rằng là bên cạnh cái việc mà mình thi phân nó ra cái 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 màu sắc của nó là màu vàng nhưng mà mình thấy rằng là sau khi mình đi phân xong thỉnh thoảng nó có những cái dây máu nó dính những cái cái màu mà, màu đỏ màu đỏ bầm giống như là mấy cái máu cá đó thì đó cũng là một cái dấu hiệu nặng dấu hiệu cần phải đi thăm khám à, một trong những cái triệu chứng nữa là khi mà trong cái quá trình mà đi à, vệ sinh đó thì mình có những cái cơn đau quặn bụng và những cái cơn đau quặn bụng này sau khi đi vệ sinh xong nó cũng không hết mà nó cứ âm ỉ kéo dài xuyên suốt đó cũng là một cái dấu hiệu báo động à, cần phải đi tầm soát các cái nhóm bệnh lý của ung thư đại trực tràng. Dạ Vâng, à, vậy thì hiện nay thì có những cái xét nghiệm những cái kỹ thuật hiện đại nào được sử dụng để chẩn đoán bệnh ở vùng đại trực tràng thưa bác sĩ? À, rất là nhiều hiện nay thì y học hiện đại có rất là nhiều các cái phương pháp để mà tầm soát các cái bệnh lý ung thư đại trực tràng thì một trong những cái phương pháp mà tầm soát mà sớm nhất đó là chúng ta biết rằng có những cái bệnh lý ung thư mà nó diễn biến âm thầm nó không có triệu chứng như vậy thì cái việc mà chúng ta thấy là uh, đi tầm soát sớm thì làm gì thì chúng ta thấy có một cái xét nghiệm nó gọi là xét nghiệm tìm máu ở ẩn trong phân có nghĩa là bình thường đó là mình đi cầu phân nó vẫn đóng khuôn, nó vẫn màu vàng nhưng trong thực tế nó đã có một cái lượng máu rất là nhỏ nó rỉ rã, nó mất và nó lẫn trong đó tuy nhiên cái lượng máu này nó không đủ nhiều để nó chuyển hóa thành một cái màu đen nó ghi ra màu phân thì cái test đó là cái test sớm nhất nếu cái test đó thì thường sẽ được tầm soát là mỗi 1 đến 2 năm và nếu như mà mình làm cái test đó, mình thấy cái test đó dương tính, có nghĩa là cái bệnh nhân này có chỉ định đi tìm cái phương pháp khác. thì cái phương pháp hiện tại mà được khuyến cáo đó là nội soi đại trực tràng. thì với cái hệ thống nội soi đại trực tràng hiện nay, thì các cái hệ thống máy nội soi thế hệ mới có rất là nhiều các cái chức năng, ví dụ như chức năng phóng đại, rồi chức năng nhựa màu, thì đều có thể khảo sát và tầm soát thậm chí những cái khối u khá là sớm, khá là nhỏ. và một cái phương pháp nữa là người ta có thể chụp ct bụng trong một số trường hợp thì chụp cắt lớp để mà khảo sát để mà đánh giá à, cái mức độ cái khối u này nó hiện tại nó có di căn đi đâu hay chưa và trong một số trường hợp đương nhiên sẽ có những bệnh nhân chống chỉ định của cái nội soi thì người ta sẽ làm một cái phương pháp nó gọi là nội soi đại tràng ảo có nghĩa là bệnh nhân sẽ được chụp cắt lớp nhưng rồi sau đó người ta được dựng hình cái đại tràng bằng vi tính để khảo sát thì đó là những cái phương pháp hiện đại hiện nay dạ vâng à, thành đáo xin trân trọng cảm ơn bác sĩ thành đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay để mà đem lại những thông tin rất hữu ích từ đầu chương trình tới giờ Mời chú bác sĩ thật nhiều sức khỏe à, cảm ơn em à, cảm ơn quý vị xem về chương trình alo bác sĩ Dạ vâng kính thưa tất cả quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe